Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái dự án con chia sẻ NFT. Các bạn sẽ nhận được một NFT từ dự án Ether City. Đây là một cái dự án có pool tổng airdrop khoảng 10.000 đô la và random sẽ là 500 slot. Chúng ta làm ở trên nền tảng Glam.io các bạn nhé. Những cái dự án NFT này ấy, thì cũng không nói trước được cái gì đâu mọi người ạ. Có những cái dự án mà mình cũng không nghĩ là nó bán và nó ra được tiền luôn ấy. Có những cái dự án bán được vài nghìn đô luôn mọi người, NFT, và có những cái dự án có những cái con NFT bán hàng triệu đô la, mình cũng không nghĩ là nó ra tiền luôn. Đấy, vì thế cho nên là nếu mà đã cho free mọi người cứ làm nhé các bạn nhé. Biết đâu may mắn lại rơi chúng mình và cái giá trị của cái đồng NFT nó lại có giá trị, phải không mọi người? Đấy. Dự án này thì là con Ether City. Đấy. Top rep thì top 3 sẽ nhận được thêm nhé các bạn nhé. $10.000 NFT random cho 5.500 slot nhé các bạn nhé. Cái này là random mọi người ạ. Còn những cái bạn top rep thì sẽ nhận được thêm. Như top rep thì nó chỉ có top 3 rep và top 10 thôi. À top 5 thôi. Top 5 và top 3. Rep thì có 3 bạn được top rep thì sẽ nhận được. Còn cái này là top nhiều điểm nhất. Các bạn ấn vào continue. Nó cũng mấy nhiệm vụ đơn giản thôi, chứ chờ các thứ thôi mọi người nhé. Glam thì nó cũng khá là nhiều cái dự án. Làm ở Glam thì rất là bực mình. Lúc thì nó đánh captcha, lúc thì nó không cộng rep. Đây mọi người ấn Red Twin nhé. Ether chúng ta ấn Continue. Ở đây thì chúng ta sẽ theo đích cao nhé. Mọi người hoàn thành cái captcha verify. Mọi người tích vào đây một cái này, tích vào đây một cái này. Quay lại ấn vào continue. Rồi chúng ta sẽ theo dõi Telegram. Ấn OK, theo dõi Facebook. À, visit thôi mọi người ạ. Không phải theo. Chia sẻ bạn bè, còn cái này thì chúng ta vẫn dán ví nhá mọi người nhá. Đây chúng ta dán ví MetaMask này. Rồi cái này thì chúng ta bonus thôi. Còn cái này thì là giới thiệu bạn bè các bạn nhá. Các bạn copy lấy link nhá, giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia. Ở đây là cái website của họ nè. Các thông tin về dự án này. Đấy, đây là một cái dự án về game P2E Play to Earn Roadmap này. Đấy, chúng ta sẽ được cái con xe, mấy con xe này không? NFT này. Airdrop 1% này. Ok, mình sẽ để link ở bên dưới cho mọi người cùng tham gia dự án này nhá. Dự án này chắc chắn là một cái dự án cũng có tiềm năng đấy mọi người ạ. Mong là chúng ta sẽ lọt cái top may mắn và nhận được NFT mọi người nhé. Link mình sẽ để ở bên dưới video cho mọi người cùng tham gia dự án này nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.